Ok, thì chị đang nói đến cái phần là những cái lưu ý khi mà mình chuyển đổi du học nghề. Thì vì vậy nếu mà bạn nào mà có mục đích là chuyển đổi thì mình nên suy nghĩ thật là kỹ là thực ra cái đấy là cái cơ hội cuối cùng của mình ấy. Nếu như mà mình chuyển đổi không thành công thì cái thời gian của mình ở Đức không có còn nữa. Và đừng có để là mình rơi vào cái trường hợp là đến lúc đó mình biết cái kết quả xong là mình phải về nước luôn, mình không có còn kịp thời gian để xoay sở nữa. Nên cái việc mà chọn ngành nghề là cái quan trọng, yếu tố đầu tiên là các bạn nên chọn những cái ngành nghề mà được nằm trong danh sách thiếu hụt nhân lực lao động tại Đức, thì bạn đương nhiên sẽ được ưu tiên hơn khi mà bạn chuyển đổi và cái visa của bạn sẽ chắc chắn hơn. Cái thứ hai nữa là các bạn cần chuẩn bị cho mình càng nhiều thời gian càng tốt. Có nghĩa là sao? Khi mà các bạn đã có cái mục đích là sang đây các bạn sẽ tiếp tục ở lại Đức để học nghề sau au pair, sau tình nguyện hay là sau chương trình học tiếng của mình nhá. Hoặc là khi mà các bạn học đại học các bạn cảm thấy nản, các bạn không có theo kịp được nữa thì các bạn phải chuẩn bị cho mình có một cái thời gian dài, ví dụ như khoảng từ ít nhất tối thiểu là 3 đến 4 tháng. Tại vì cái việc mà xin chuyển đổi nó cũng khá mất nhiều thời gian ở cái giai đoạn không phải là giai đoạn xin hợp đồng học nghề. Dạ, nếu mà các bạn tự xin đương nhiên là mất thời gian nhiều hơn là chị xin cho các bạn. Vì bên chị là có sẵn những cái đối tác người ta làm việc với công ty IECS nên là chị chỉ cần là khoảng trong vòng 1 tuần, 1 đến 2 tuần là các bạn đã nhận được cái hợp đồng lao động mới của các bạn rồi. Thì cái phần hợp đồng nghề không mất thời gian, nhưng mà những cái thủ tục đằng sau đó liên quan đến những cái giấy tờ chuẩn bị để nộp cho sở ngoại kiều, rồi sở ngoại kiều sẽ xin giấy phép lao động hoặc là mình có thể tự xin phép giấy phép lao động cũng được. Thì cái này nó sẽ tùy vào sở ngoại kiều, tùy cái thành phố mình đặt đơn thì sẽ mất 3-4 tuần là tối thiểu. Còn ví dụ như có những đợt ví dụ như giờ Covid này thì nó sẽ lâu hơn một chút. Thế nên là mình phải cần ít nhất tối thiểu là 3-4 tháng để mà mình cầm được cái thẻ cứng là thẻ visa chuyển đổi ở trong tay. Đấy, vì khi mà người ta đồng ý xong hết rồi thì cũng phải mất lại thêm 4 tuần nữa thì mình mới có cái thẻ cứng. Thì nên các bạn càng chuẩn bị thời gian càng sớm càng tốt. Cái vấn đề tiếp theo, thứ ba mà nhiều bạn hay gặp phải đó là các bạn không đủ chứng chỉ tiếng, trình độ tiếng tại Đức. Nhiều bạn, tại vì khi mà đi với au pair á, thì các bạn chỉ có A1 hoặc là A2 tại Việt Nam thôi. Đa số các bạn có chỉ A1 thôi. Thì rất là khó khăn, các bạn nghĩ là các bạn có thể sang Đức để các bạn vừa trông trẻ, vừa phụ những cái việc trong gia đình của nhà người Đức, vừa có thể là đi học tiếng Đức thêm. Nhưng thực ra là nó có không phải cái gia đình Đức nào người ta cũng cho bạn đi học tiếng Đức. Mặc dù cái đó theo luật là quyền lợi của bạn và nhà người Đức phải cho bạn đi học tiếng Đức cấp tốc ra. Nhưng mà không phải nhà nào người ta cũng làm như thế là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nhiều nhà người ta ở kiểu là không phải nằm trong thành phố luôn mà ở kiểu quê, thì các cái trường tiếng hầu như là rất là ít ít khi mà mở lớp, nó không phải tháng nào cũng có cả. Và trong trường hợp này thì người ta có muốn cho bạn đi học tiếng, bạn cũng không thể đăng ký được cái khóa học nào và bạn không có tiếp tục được cái việc học của bạn, nên là bạn mãi bạn chỉ đạt ở trình độ A1 hoặc A2 thôi. Rồi khi mà đi làm ở bên này thực sự là cái công việc trông trẻ, mình nghĩ thì mình nghe thì có vẻ là nhàn, nhưng mà các bạn qua đây ấy, nếu mà các bạn theo dõi cho cái hội OT ấy, các bạn cũng sẽ biết là có nhiều trường hợp các bạn rơi vào những cái nhà rất là kiểu oái oăm và làm rất là nhiều việc, người ta không chỉ nhờ mình trông trẻ hoặc là đưa đón trẻ con nhà người ta mà còn giống như là phải phụ thêm việc nhà. Một số nhà thì còn có kiểu làm công ty rồi các bạn phải phụ quét dọn rồi phụ những cái công việc ở trong công ty chẳng hạn, phụ dọn dẹp ấy, thì nó mất rất là nhiều thời gian. Và khi mà các bạn mà làm xong hoàn thành được cái công việc của mình ấy thì các bạn cũng đã khá là mệt rồi, coi như là mất hết cả một ngày, ngày nào cũng lặp lại như thế cả, thì các bạn sẽ không có thời gian để mà học tiếng Đức. Và mặc dù các bạn có đến trường học xong các bạn về thì các bạn cũng không có đủ thời gian học. Thì
Cái điều này cũng là dẫn đến là tại sao các bạn ở Đức 1 năm nhưng các bạn không đạt được trình độ tiếng B1 hoặc B2. Vì vậy khi mà tụi em đã xác định là mình sang đây mình sau cái chương trình au pair hay là chương trình học tiếng của mình muốn chuyển đổi để ở lại Đức tiếp tục theo chương trình du học nghề, thì các bạn phải học tiếng Đức trước tại Việt Nam. Có nghĩa là khi mà các bạn nộp vào ở trong đại sứ quán hoặc lãnh sự quán á, thì các bạn có thể nộp là A1, A2 của mình, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà các bạn có thể là lấy sẵn cái bằng B1 tại Việt Nam chẳng hạn, rồi qua đây mình sẽ đăng ký thêm khóa học B1 cộng và B2. Thì trong cái thời gian 1 năm hoặc là 6 tháng thì kiểu gì mình cũng sẽ có được cái bằng tiếng Đức để đủ điều kiện để mà mình tiếp tục cái chương trình học nghề của mình. Thì cái đó là kinh nghiệm của chị. Nhiều bạn cũng chỉ nghĩ đơn giản là qua đây xong rồi mình sẽ từ từ học tiếng, rồi cuối cùng mình nó không có kịp. Mình chỉ có bằng A1, A2 thì không có kịp để mà nộp học nghề. Thì cái trường hợp mà không kịp đó mình cũng có thể xử lý bằng cách là các bạn sau au pair, các bạn sẽ xin tiếp tục vào học một khóa tiếng. Do cái này cũng có thể chuyển đổi được visa, hoặc là các bạn có thể xin làm tình nguyện thì cũng được. Tình nguyện thì rất là đơn giản, các bạn chỉ đến những cái chỗ mà cơ sở đào tạo mà người ta cần ấy, ví dụ như viện dưỡng lão, bệnh viện hoặc những cái tổ chức về từ thiện nhá. Nó có rất là nhiều cái công việc mà người ta cần cái tình nguyện viên, thì thường là tình nguyện viên các bạn sẽ tùy chỗ, có chỗ thì sẽ được chu cấp chỗ ở, có chỗ thì không. Nhưng đại đa số là những đối với những cái bạn nào mà đã ở Đức rồi ấy, thì các bạn phải tự tìm chỗ ở, tự chi trả cho cái khoản đó, và bạn chỉ được nhận cái tiền Taschengeld, có nghĩa là tiền tiền trợ cấp, tiền tiêu vặt ấy, thì nó cũng rơi vào 260 hoặc 300 mấy, nói chung là nó sẽ tùy mỗi thành phố mà không có nhiều lắm. Cái tiền này hầu như là mình chỉ đủ để kiểu tiêu pha ăn uống thôi chứ còn không có dư dả ra. Giờ thì nếu mà bạn nào mà có nhà người thân xong mà ở nhờ nhà anh chị thì sẽ tiết kiệm được cái khoản tiền nhà, còn không thì coi như là hầu như là không có tiền dư ra. Đó là liên quan đến việc học tiếng, thì mình nên học tiếng nhiều ở Việt Nam. Cái tiếp theo mà chị muốn nói các bạn là nếu đã xác định là mình sẽ chuyển đổi ấy, thì mình nên mang tất cả các cái giấy tờ tùy thân cộng với lại giấy tờ liên quan đến cái việc học hành của mình, là giấy gốc sang từ Việt Nam sang Đức khi mà các bạn đi au pair chẳng hạn. Tại vì khi mà chuyển đổi nhiều trường hợp, rất là nhiều trường hợp các bạn vẫn để giấy tờ ở Việt Nam, và khi đó cần gấp và mình không có, mình sẽ mất thời gian để mà mình liên hệ lại với gia đình để mình tìm, hoặc là nhiều khi bố mẹ mình không biết là mình để ở đâu nữa vì cái thời gian của mình đi lâu rồi á. Thế nên là các bạn, nếu mà các bạn có kinh nghiệm rồi thì các bạn nên mang theo đầy đủ tất cả các giấy tờ của mình. Và cái giấy tờ của Việt Nam á, những cái giống như bằng cấp học bạ này nọ là mình phải dịch thuật và công chứng tại Đức thì mới được chấp nhận. Nên là các bạn cũng không cần phải mang những cái mà các bạn dịch sẵn tại Việt Nam đâu, thì nó sẽ bị phí mất 2 lần tiền. Các bạn chỉ cần mang bản gốc thôi. Đặc biệt chị lưu ý là đối với cái ngành điều dưỡng, là các bạn phải cần một cái tờ giấy ăn Erkennung, cái Schulabschluss của mình. Cái này dịch ra tiếng Việt là cái mà người ta chứng nhận cho cái việc học cấp 3 tại Việt Nam của mình là tương đương với lại tối thiểu là Realschule ở bên này. Thì cái tờ giấy này cũng tùy và thuộc vào từng bang sẽ mất khoảng từ 1 đến 3 tháng. Riêng ví dụ như ở Stuttgart là làm cho bang Baden-Württemberg ấy, thì mất khoảng 6 tháng. Thế nên là khi nào mà hoặc là các bạn mang hết giấy tờ qua đây thì các bạn tiến hành luôn làm cái việc đó trước. Các bạn để sẵn tờ giấy đó, khi mà các bạn cần chuyển nghề thì các bạn chỉ lấy ra các bạn dùng thôi, thì sẽ không mất thời gian của các bạn nữa. Thì các cái thông tin đó các bạn có thể tìm ở trên Internet, hoặc là thường nếu mà các bạn chuyển nghề mà qua thôi, công ty của chị thì thường chị sẽ hướng dẫn các bạn làm hết và chuẩn bị đầy đủ hết. Ngoài ra là vì là các trường là đối tác quen với bên chị nên là các bạn có thể được nợ cái tờ giấy này ha. Khi mà các bạn đường đường chính chính mà các bạn đi nạp hồ sơ xin vào trong viện dưỡng lão chẳng hạn, hoặc là trường dạy về điều dưỡng, thì các bạn sẽ không bao giờ được chấp nhận
khi mà các bạn không có tờ giấy A này khen nung này. Nhưng mà nếu mà các bạn mà làm thông qua chị thì chị đảm bảo là các bạn sẽ có hợp đồng trước khi các bạn có cái tờ A này khen nung này, và tất cả những cái giấy tờ cần thiết thì chị sẽ hướng dẫn các bạn bổ sung sau, thì cũng không có vấn đề gì cả. Có một câu hỏi là có một lưu ý là khi mà các bạn xác định chuyển á, các bạn trong cái thời gian mà chờ đợi chuyển ấy, thì các bạn không nên amend địa chỉ ở nhiều thành phố khác nhau. Cái này nó sẽ gây cái bất lợi cho mình khi mà cái sở, các bạn gặp cái sở ngoại kiều khó. Thế nên là các bạn đang ở đâu các bạn cứ ở đó, và các bạn tìm một cái nơi tiếp nhận học nghề của các bạn ở cái thành phố mà các bạn mong muốn, thì sau đó các bạn mới chuyển đổi và mới chuyển về cái thành phố đó đăng ký hộ khẩu. Mình không nên chuyển nhà hay là chuyển thành phố nhiều lần trong một cái thời gian ngắn, thì cái này là cái nó không có sở ngoại kiều nhìn vào ấy sẽ không có lợi cho bạn. Và cái chị muốn lưu ý nữa là đối với những các bạn mà làm này, Kenny, Kenny đi vào nhà đi. Đối với những bạn mà làm au pair ấy, thì các bạn nên cố gắng là mình hoàn tất cái chương trình au pair tối thiểu là 6 tháng, xong rồi sau đó mình mới bắt đầu chuyển sang học tiếng hay là học nghề. Chứ đừng có kiểu là mình mới sang xong rồi mình bỏ nhà cast xong rồi mình chuyển sang học tiếng hoặc học nghề luôn, thì cái này nó sẽ không có được hay cho lắm. Vì cái mục đích đầu tiên của mình là mình sang làm au pair mà bây giờ mình vừa mới chân ướt chân ráo mình sang xong rồi mình lại chuyển đổi sang một cái mục đích khác ấy, thì cái này nó không tốt. Còn nếu mà nên thì mình nên hoàn tất cái chương trình au pair của mình là 12 tháng, xong rồi sau đó mình hẳn chuyển đổi. Thì khoảng là 6 tháng các bạn ở Đức, xong rồi các bạn có thể là liên hệ chị thì các bạn chuyển đổi dần dần là được. Có một cái lưu ý nữa là từ học tiếng thì các bạn có thể chuyển sang học Ausbildung, học nghề. Học tiếng các bạn chuyển sang FSJ là không được. Nhiều sở ngoại kiều người ta không có chấp nhận cho việc này. Học tiếng chuyển sang Ausbildung học nghề trực tiếp thì được, nhưng chuyển sang làm tình nguyện viên thì không được. Nhưng khi mà bạn đang làm au pair thì bạn có thể sau au pair các bạn có thể làm FSJ là tình nguyện viên lại được. Thì cái này là cái điểm các bạn cần lưu ý. Có một số câu hỏi nữa là ví dụ như visa đi tìm việc là trong trường hợp là các bạn đã học xong đại học ở Đức này. Một số bạn học lên master nhưng mà không theo kịp, các bạn muốn chuyển đổi có được hay không? Thì trong trường hợp này cũng là không được. Rồi một số trường hợp là ví dụ như các bạn đã học xong master tại Đức và các bạn đã đổi sang visa đi làm rồi, các bạn có 18 tháng để tìm việc làm. Thì rồi các bạn ví dụ như các bạn hết 17 tháng rồi các bạn mãi vẫn chưa tìm được việc làm, thì các bạn muốn chuyển đổi sang du học nghề có được hay không? Thì trong trường hợp này là không được. Vì cái hai cái mảng nó khác nhau ấy. Khi mà bạn đã học xong master để mà đi làm rồi là ở cái trình độ của bạn khác, thì người trong cái visa ấy, người ta không có đồng ý cho việc là trong cái thời gian bạn đi tìm việc bạn lại chuyển xuống học nghề. Cái này nó không có đúng với chuyên môn của bạn. Ví dụ như bạn học master về kinh tế ra thì bạn bắt buộc phải tìm được một cái doanh nghiệp cấp việc làm cho bạn đúng cái ngành nghề chuyên ngành của bạn và đúng với cái mức lương tối thiểu của nước Đức yêu cầu thì bạn mới tiếp tục được gia hạn visa ở lại tại Đức. Còn bạn chuyển xuống học nghề là hoàn toàn trong trường hợp này là không được ha. Ok, thì đó là những cái điểm mà chị vừa mới nói sơ qua. Và FSJ thì là phải làm tình nguyện viên thì phải nhỏ hơn là 27 tuổi. Nếu mà lớn hơn thì mình cũng không có đăng ký theo chương trình này được. Mọi người hỏi xem. Au pair mới sang có chuyển đổi được không chị? Hay khi nào là thích hợp chuyển đổi? Câu này thì lúc nãy chị cũng có trả lời ở trên là tốt hơn hết là tụi em làm au pair ít nhất là tối thiểu là 6 tháng thì tụi em hẳn nên chuyển đổi. Vì cái này nó cũng tốt cho cái gia đình mà người ta nhận mình, cũng giống như là sau này nó cũng không ảnh hưởng đến những cái bạn Việt Nam khác. Người ta muốn đi sang đây để làm au pair thì
sẽ không được. Ví dụ người ta thấy việc người Việt Nam vừa mới sang thì là đã ra khỏi nhà của họ rồi và không muốn làm nữa. Thế nên là mọi người tối thiểu là mọi người làm 6 tháng, và nếu mà tốt nhất thì mình cứ làm xong 12 tháng cái chương trình của mình xong rồi mình chuyển đổi vậy. Trong trường hợp mà au pair gần hết hạn có kịp chuyển đổi không? Trường hợp mà chị làm cho các bạn mà kiểu bị gấp nhất là au pair các bạn chỉ còn có khoảng 1 tháng thôi nhưng mà mình vẫn chuyển đổi kịp, thì trong trường hợp đó thì chị sẽ xin sở ngoại kiều cấp cho các bạn một cái giấy fixed zone 3 tháng để mà đợi cái giấy học nghề, hợp đồng lao động của các bạn. Thì trường hoặc là viện sẽ viết cho là trong cái thời gian này thì bạn đang nộp hồ sơ xin chỗ học nghề tại viện và họ đang xét duyệt. Thì khi mà sở ngoại kiều có cái giấy này thì người ta sẽ cấp cho mình một cái fixed zone tạm thời là 3 tháng để mình chờ đợi kết quả. Hoặc là nếu như mà mình có sẵn hợp đồng học nghề luôn á, trong cái tháng cuối cùng mà mình ở au pair thì mình cũng nộp cho sở ngoại kiều luôn, thì người ta cũng đồng ý cho cái việc là người ta đợi. Nhưng tốt hơn hết, nếu như mà mình đã có ý định là mình chuyển đổi tiếp tục học nghề sau au pair rồi, thì như chị nói là sau thời gian các bạn 6 tháng ở Đức thì các bạn nên liên hệ với chị hoặc là các bạn tự tìm hiểu để các bạn có thể có nhiều cái thời gian để chuẩn bị cho cái việc chuyển đổi của mình hơn. Ok. Em không nên dịch trước hồ sơ nha, tại vì tất cả mọi hồ sơ thì đều nên dịch ở Đức chứ không có dịch ở Việt Nam. Mình dịch ở Việt Nam thì mình sẽ không có được bên Đức này người ta chấp nhận ấy. Thế nên là mình nên dịch ở bên Đức. Au pair có chứng minh tài chính không? Trong cái trường hợp mà bạn làm au pair xong rồi bạn muốn chuyển sang học tiếng Đức thì trong trường hợp này là bạn phải chứng minh tài chính nhá. Và cụ thể là mỗi cái sở ngoại kiều nó sẽ đòi hỏi khác nhau một chút, nhưng mà về trên lý thuyết ấy, thì là hiện tại là ví dụ như bạn sẽ phải chứng minh khoảng là hồi xưa là 735 nhá, hiện tại là 853, nhưng mà một số euro một tháng, nhưng mà một số sở ngoại kiều vẫn áp dụng cái số tiền chứng minh cũ là chỉ 750 thôi, một số thì là bắt 850. Thì bạn học tiếng bao nhiêu tháng thì bạn sẽ chứng minh tài chính cho bấy nhiêu tháng, có nghĩa là 853 nhân với số tháng bạn học tiếng, ví dụ là nhân 3 tháng hoặc là nhân 6 tháng là sẽ ra cái số tiền mà bạn phải để trong tài khoản của mình. Thì bạn ra ngân hàng bạn làm cái này bỏ tiền vào thôi, thì bạn sẽ có cái tờ giấy này và bạn đem nộp cho sở ngoại kiều cùng với lại cái tờ giấy học tiếng đó là đóng tiền của bạn. Nếu mà ở Đông Đức thì có bắt buộc phải chuyển học nghề ở bên Đông Đức không, hay mình có thể chuyển vùng? Thì cái này các bạn có thể chuyển ở bất cứ nơi đâu mà bạn thích. Chủ yếu là cái nơi đó nó chấp nhận ra cái hợp đồng học nghề cho bạn thì bạn có thể chuyển đổi. Tuy nhiên cũng có những cái trường hợp mà mình cần phải lưu ý, ví dụ như là đối với mỗi ngành mỗi khác. Ví dụ như có cái ngành nhà hàng khách sạn ở cái vùng đó người ta thiếu nhân lực thì người ta sẽ cho bạn chuyển đổi. Còn có cái ngành nhà hàng khách sạn cũng là nhà hàng khách sạn, nhưng ví dụ như trong trường hợp lúc nãy chị nói là ở Berlin ấy, thì bạn không được phép chuyển đổi và người ta bắt buộc là bạn phải về Việt Nam đặt đơn lại từ đầu. Thì cái này là nó không phải là hên xui mà nó dựa theo trên là cái kinh nghiệm của mình ấy. Nếu như mà làm việc với càng nhiều sở ngoại kiều, nhiều khu vực khác nhau, nhiều ngành nghề khác nhau, thì bên chị cũng nắm khá chắc thông tin là ngành nào bạn sẽ được chuyển đổi thành công 100%. Mình nói là 100%. Còn cái trường hợp mà bạn muốn thử, thì bạn tất cả các ngành nghề bạn đều có quyền thử cả, và tất cả các vùng bạn đều có quyền thử. Nhưng vấn đề là thời gian có cho phép mình làm điều đó hay không, thì cái này là cái mà mình phải cân nhắc. Tại vì khi mà mình chuyển đổi không thành công thì các bạn lập tức là phải về Việt Nam. Bạn Trường Thành hỏi là cô có thể nói các ngành
khác được không ạ? Hiện tại em có thể Google á, có khoảng hai mươi mấy ngành ở trên ở trong danh sách là thuộc thiếu lao động, rotalista vậy á. Thì em sẽ nhìn thấy được, ví dụ như lúc nãy cô cũng có nói là có những cái ngành về liên quan về y tế, về chăm sóc sức khỏe, về cơ khí điện máy, về về sửa chữa điện, về sửa chữa hai xung, Kentotechnic, không biết tiếng Việt là gì nữa, nhưng mà về giống như kiểu những cái đường ống, dẫn nóng lạnh, giống như kiểu là sửa lò sưởi á. Thì những cái này là những cái ngành mà ở Đức người ta cần. Vũ Hoàng Thảo Đen, nếu trường hợp mình đã học đại học được mấy kỳ rồi thì có chuyển được không? Trong trường hợp này mình vẫn có thể chuyển sang học nghề được bạn nhé. Dạ, như mình nói là cái ngành nó cũng rất là quan trọng, là trường hợp là đấy, Sở Ngoại kiều với Sở Lao động người ta có cấp giấy phép hành nghề cho mình không, để mà mình có thể xin được visa gia hạn tại Đức. Khi mà mình dự bị đại học chuyển sang học nghề á, thì mình không cần phải chứng minh tài chính gì cả, vì khi mà mình bắt đầu vào học nghề thì mình sẽ nhận được tiền trợ cấp luôn, và mình sẽ đủ chi tiêu cho cuộc sống của mình. Chỉ có trường hợp là các bạn đang học au pair, đang làm au pair, các bạn chuyển sang học tiếng trước khi các bạn vào học nghề thì các bạn mới phải chứng minh tài chính. Còn trường hợp là khi mà bạn đã học dự bị rồi, bạn muốn chuyển sang lại học tiếng, là cái này là không có được. Mặc dù bạn chứng minh được là sau khi học tiếng đó bạn tiếp tục vào học nghề, nhưng Sở Ngoại kiều người ta sẽ không chấp nhận cho bạn chuyển đổi từ dự bị sang quay lại học tiếng. Coi như là nó bị ngược so với lại quá trình đó, là không được, mà bạn phải chuyển sang học nghề luôn. Với lại có một cái lưu ý nữa là cái thời gian mà mình học tiếng chỉ được tối đa là 1 năm Đức thôi, 9 tháng đến 1 năm. Em thấy có nhiều bạn bị bắt về Việt Nam xin visa lại, thì nếu trường hợp như vậy lúc xin hồ sơ lại từ Việt Nam có bị ảnh hưởng nhiều không? Thường á, Sở Ngoại kiều người ta khi mà người ta không có tiếp nhận đơn của học sinh xin gia hạn visa và chuyển đổi học nghề, thì người ta sẽ nói là em ơi, em có thể về Việt Nam, cái trường hợp của em là không đúng với mục đích ban đầu. Em về Việt Nam em cứ đặt đơn vào đại sứ quán theo cái hướng dẫn bình thường thôi, thì người ta sẽ cấp visa lại, và trong trường hợp đó là em có thể chọn được bất cứ cái ngành nghề nào mà em muốn theo học. Cái trường hợp này có đúng hay không? Thì chị nghĩ là cái khoảng 80% là nếu như các bạn đi về rồi, các bạn xin visa đi học lại rất là khó đậu luôn. Tại vì sao? Mọi người thử suy nghĩ nhé. Ví dụ trong trường hợp đầu tiên là các bạn học sau khi các bạn làm au pair thì các bạn đặt đơn lên Sở Ngoại kiều để các bạn xin chuyển đổi học nghề, ví dụ như nghề về làm đẹp đi, nhưng mà không được Sở Ngoại kiều chấp nhận và người ta bắt các bạn phải về. Thì khi các bạn về rồi, các bạn đặt đơn lại ở đại sứ quán, lại xin đi theo học ngành điều dưỡng chẳng hạn, thì cái thứ nhất là cái ngành nghề nó không giống nhau. Người ta sẽ hỏi, đặt ra câu hỏi là liệu cái việc mà bạn xin visa đi học lại đấy là do bạn thích học hay là do chỉ đơn giản là bạn tìm cách để bạn qua Đức thôi, theo cùng một con đường hợp pháp, và sau đó bạn sẽ ở lại Đức bằng một cái cách khác không hợp pháp chẳng hạn, vì có rất 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 nhiều trường hợp Việt Nam đã là như thế. Thế nên là việc xin visa lại rất là khó. Hoặc ví dụ trong một trường hợp khác là người ta có thể suy nghĩ là khi mà bạn đi du học đại học chẳng hạn, trường hợp thứ hai chị ví dụ là bạn đã từng đi du học đại học tại Đức, sau đó bạn bị bắt trở về và xin lại visa du học nghề, thì người ta cũng có thể suy nghĩ cái khả năng học của bạn không có. Vậy liệu bây giờ người ta cấp visa, người ta tạo cơ hội cho bạn sang Đức lại một lần nữa, bạn có thực sự quyết tâm để bạn học hay không? Thì cái đó cũng là một cái lý do người ta có thể từ chối bạn nha, là tôi không có tin tưởng vào việc là bạn sẽ tiếp tục cái việc học của bạn, học nghề của bạn tại Đức đấy. Nên là
Nếu như các bạn đã sang được Đức rồi bằng cách này hay cách khác, bằng chương trình này hay chương trình khác, thì chị nghĩ các bạn nên cố gắng học tiếng Đức và các bạn có cái thời gian chuẩn bị cho mình để các bạn có thể hợp pháp hóa được cái giấy tờ của mình bằng cách chuyển đổi du học nghề càng sớm càng tốt. Khi mà mình ở Đức mình chuyển nó sẽ dễ hơn, và gần như là bên chị là các bạn 100% là chị chuyển đổi được cho các bạn và không có vấn đề gì cả nha, nếu mà mình có đủ thời gian. Ok, chị được xem và thử các bạn hỏi tiếp. Mọi người đợi một chút nhé. Cái này nó không có hiện lên cái comment của mọi người. Dạ. Ok, chị đọc. Ở đây các bạn hỏi này, chị đang trả lời tới dạ, có trường hợp sở ngoại kiều bắt về Việt Nam lại từ đầu, trường hợp này là có ha. Chị ơi, em muốn hỏi là bên chị có nhận hệ điều dưỡng 1 năm không ạ? Mà nếu có thì học viên có cần chứng chỉ hành nghề không ạ? Bạn Việt ơi, bên chị có chương trình chuyển đổi 1 năm cho các bạn đã có bằng cao đẳng và đại học điều dưỡng tại Đức, tại Việt Nam mà muốn sang Đức học thì mình sẽ học bổ sung thêm từ 6 tháng đến 1 năm. Thì hiện tại là các cái giấy tờ mà cần thiết ấy, thì em có thể là inbox ở bên chị, bọn chị sẽ cho em một cái thông tin cụ thể. Hôm nay cái này là chị chỉ nói về cái chương trình chuyển đổi đối với trường hợp là các bạn đang ở tại Đức rồi, về cái hệ là từ au pair, visa du học tiếng, visa du học dự bị đại học và muốn chuyển sang du học nghề. Cái trường hợp của em inbox fanpage giúp chị nha. Lê Đạt. Có trường hợp có một bạn đang làm au pair tại Thụy Sĩ, giờ đã hết hạn hợp đồng nhưng do Covid nên chưa phải về Việt Nam. Bạn này chưa có bằng tiếng Đức, thì cách nào tốt nhất để bạn đấy chuyển sang học nghề vậy chị? Và trình độ thật của bạn đấy là A2. Đối với cái trường hợp này của mình đang ở Thụy Sĩ, thì tụi em có thể đăng ký một cái khóa tiếng học tiếng Đức tại Thụy Sĩ. Hoặc là em có thể đăng ký, chị nghĩ là tốt nhất là em có thể đăng ký khóa tiếng Đức tại Đức, thì em sẽ chuyển hộ khẩu sang Đức một cách hợp pháp. Nếu mà đang ở A2 thì em sẽ mất khoảng, chị nghĩ là 6 tháng để có bằng B1 hoặc B2 tùy vào cái tốc độ học của mình. Thì khi mà em sang Đức rồi, em có bằng tiếng Đức rồi, thì em có thể là liên hệ chị, thì chị sẽ hướng dẫn cho em tất cả các thủ tục để chuyển đổi ở lại. Thì trong cái trường hợp này mình không có khó khăn gì cả, vì Thụy Sĩ với Đức là vẫn thuộc trong khối châu Âu. Bạn hỏi là muốn đón cháu sang du học thì lâu không bạn? Thì cái này phải tùy vào là em ấy đã học tiếng Đức chưa ạ. Thì cái này cô cứ inbox vào trong fanpage giúp cháu, thì cháu sẽ trả lời cho cô chương trình cụ thể. Ok. Bạn Thảo Đan hỏi là nếu gần tốt nghiệp đại học và chưa kiếm được việc làm thì chuyển có kịp không ạ? Trong trường hợp là em gần tốt nghiệp đại học, em muốn chuyển, thì trong trường hợp này theo luật của Đức là em vẫn có thể chuyển được sang học nghề. Cái này chị cũng lưu ý luôn là nếu như mà các bạn cảm thấy là mình rất rất là đuối rồi, hoặc là mình thi tất cả các môn mà kiểu không thể nào qua được nữa, vì ở Đức là người ta giới hạn cái số lần thi của các bạn ấy, thì các bạn đừng có để các bạn rơi vào cái trường hợp là người ta đuổi học các bạn. Ở Đức là exmatrikulieren, khi mà bạn bị exmatrikuliert có nghĩa là cái visa của bạn nó sẽ lập tức hết thời hạn, không có giá trị nữa, thì các bạn đừng có để mình bị rơi vào trường hợp này, mà các bạn phải chuẩn bị cho mình trước. Có nghĩa là khi mà các bạn thấy các bạn đuối quá không theo được nữa, thì các bạn phải có một cái lối thoát cho mình, ví dụ các bạn chuyển sang học nghề chẳng hạn, thì các bạn nên làm hồ sơ trước khi các bạn bị đuổi. Cái này là cái lưu ý cho mọi người, các bạn đừng có để bị đuổi xong rồi, thậm chí là có nhiều bạn á, bị đuổi học cả 3 4 tháng luôn, là có nghĩa là các bạn ở Đức bất hợp pháp. Bất hợp pháp cũng là một trong những cái mà bị vi phạm luật pháp ở Đức, thì cái đấy nó sẽ ảnh hưởng đến việc là các bạn sau này các bạn xin visa.
Hoặc là các bạn về Việt Nam và các bạn xin đi lại rất là khó, nên các bạn đừng có để rơi vào trường hợp này. Dạ. Ok, đó là chị vừa mới trả lời các cái câu hỏi của các bạn. Thì mọi người có thắc mắc gì nữa không? Nếu đang học chương trình nghề rồi mà muốn chuyển viện có được không? Hoặc muốn chuyển sang ngành khác thì có khả thi không ạ? Bình thường nếu mà chuyển đổi ấy, thì từ nhà hàng, khách sạn chuyển sang điều dưỡng thì 100% là được. Dạ. Tùy vào mỗi trường người ta sẽ đòi điều kiện tiếng là B1 hoặc là B2. Còn nếu như mà các bạn từ ngành điều dưỡng các bạn lại chuyển sang ngành khác, ví dụ nhà hàng, khách sạn, hớt tóc, thẩm mỹ, nghề giáo viên hoặc là một cái ngành nghề nào khác, dạ, thì cái này là trường hợp 50-50, có nghĩa là bạn không chắc chắn được là sở ngoại kiều người ta sẽ đồng ý cho bạn là bạn chuyển. Bạn phải đợi kết quả xong thì bạn mới biết được. Thế nên là cái này mình cũng nên cân nhắc là mình có nên mạo hiểm với cái việc là đánh đổi mất cái visa của mình hay không. Nói đến ngành làm đẹp thì chị cũng chị chưa có thấy cái việc mà người Việt Nam đi qua Đức theo cái chương trình đào tạo chính thống về ngành làm đẹp hay là ngành nail chẳng hạn, ngành làm móng tay ấy. Thì như chị biết ở Đức thì những cái ngành này người ta chỉ đào tạo những cái khóa ngắn hạn thôi. Mà nếu mà những cái khóa ngắn hạn ấy thì là không đủ điều kiện để cho các bạn xin visa từ Việt Nam để sang Đức học những cái khóa này. Và cái lưu ý thứ hai là những cái khóa này là các bạn phải trả tiền học phí cho cái trường với lại chỗ đào tạo các bạn, chứ các bạn không được nhận, chứ các bạn không phải là được miễn học phí và được nhận trợ cấp như các ngành điều dưỡng khác. Như chị ơi, bên tương lai bên chị có tuyển ngành cơ khí không? Hiện tại là cái thời điểm này là bị dịch Covid ấy, nên là đại sứ quán cũng không cấp visa cho tất cả các trường hợp ngoại trừ ngành điều dưỡng. Nên là nếu như mà em muốn theo ngành này thì em cứ học tiếng Đức trước đi, xong rồi sau đó thì mình sẽ đợi. Cũng có rất là nhiều trung tâm làm cái ngành này, em có thể tìm hiểu ha. Hiện tại bên chị thì chị ngưng, chị không có tuyển ngành này nữa. Dạ. Chị có thể chia sẻ một chút thêm về chương trình 2 cộng 2 hoặc 2 cộng 3 không? À, đối với những cái bạn mà đang ở bên này rồi ấy, các bạn cũng có thể theo cái chương trình 2 cộng 2. Thì mình chỉ cần cái chứng chỉ A2 hoặc là B1 là mình đã có thể xin được học nghề điều dưỡng ở Đức rồi. Dạ. Thì cái chương trình này nó có cái lợi thế là các bạn sẽ được đào tạo tiếng Đức 50% số tiết học của bạn ở trên trường song song với lại cái chuyên ngành điều dưỡng, và bạn được nhận tiền trợ cấp luôn từ tháng đầu tiên. Chỉ có một cái là cái thời gian học của mình nó sẽ bị kéo dài hơn, nhưng cái lượng kiến thức ấy nó không có bị dồn dập quá, các bạn học sẽ không có bị stress quá. Cái chương trình hệ điều dưỡng mà 3 năm đó thì nó nặng, tại vì hầu như là cái đấy là người ta dạy cho người Đức ấy, thì người giáo viên trong lớp cũng thường là sẽ không có thể dạy chậm hơn được cái tiến độ mà các bạn sẽ phải cố gắng để mà các bạn theo được cái nhịp độ học của người Đức. Trường hợp đổi nghề khác, ví dụ từ điều dưỡng sang nhà hàng, khách sạn, lúc nãy chị cũng có nói rồi đó Lộc, có nghĩa là cái trường hợp các bạn đã ở Đức rồi muốn chuyển từ điều dưỡng sang nhà hàng, khách sạn là khả thi, và là các bạn cũng được phép, nhưng chỉ có tùy là mỗi cái thành phố mà bạn muốn chuyển ấy, người ta có sở lao động, người ta có cần nhân lực về cái ngành đó hay không. Ví dụ như là người ta thiếu lao động trong ngành nhà hàng, khách sạn thì bạn sẽ được quyền ưu tiên cấp visa. Còn nếu như trong trường hợp ví dụ chị vừa nói lúc nãy là ở Berlin chẳng hạn, thì ngành nhà hàng, khách sạn là người ta không có ưu tiên cho người nước ngoài đối với tại cái thời điểm đó nhé. Còn không phải lúc nào nó cũng khác nhau, ví dụ như năm nay nó sẽ khác năm ngoái hoặc là năm tới chẳng hạn, thì cái đấy mọi người muốn mọi người có thể thử, nhưng mà nó không chắc chắn 100% như là khi mà mình chọn ngành điều dưỡng. Dạ. Yeah.
À, ví dụ đang học tuyến B2 nhưng chưa vào ngành nhưng muốn chuyển từ điều dưỡng sang nhà hàng khách sạn. À, nếu mà trong trường hợp mà em đang học tuyến B2 á mà em có chỗ mà nhà hàng khách sạn người ta nhận em á thì em cũng được phép chuyển đổi nhé. Nếu mà em có B2, nếu em đã có B2 rồi thì em có quyền em chuyển trước khi mà em bắt đầu vào học cái nghề outspinning của mình. Ok. Thì chị nghĩ là các bạn nào mà đã ở Đức rồi thì cái cơ hội của mình đó mình nên nắm lấy. Và khi mà các bạn đi từ Việt Nam, các bạn đi theo cái chương trình au pair chẳng hạn sang Đức thì cái chi phí nó cũng thấp hơn. Nó cũng tiết kiệm được thời gian hơn vì các bạn cũng không có phải đòi hỏi bằng B1 tại Việt Nam mà chỉ mình chỉ cần A1, A2 thôi. Thì khi các bạn mà có cơ hội qua đây rồi ấy, thì các bạn nên cố gắng nắm giữ lấy cái cơ hội này. Và mình có cái thời gian cho mình đủ kịp để chuẩn bị giấy tờ để các bạn có thể tiếp tục cái việc học nghề ở đây. Thì đi bằng cái con đường này là cái con đường tiết kiệm chi phí nhất cho các bạn. Tuy nhiên là bây giờ cái visa au pair nó cũng không có dễ như trước nữa. Tại vì sao? Tại vì có nhiều bạn hoặc là người ta thống kê lại được là có khá nhiều bạn mà xin theo dạng visa au pair nhưng cái mục đích cuối cùng của các bạn là các bạn không không có đúng, ví dụ như các bạn không có về nước lại như cái cam kết, rồi một số bạn học chuyển đổi nhưng các bạn không đi đến cùng chẳng hạn như thế, thì cái đấy là những cái mà gây nên là cái việc mà các bạn Việt Nam khác khi mà apply chương trình visa au pair từ Việt Nam càng ngày càng khó khăn hơn. Thì các bạn có thể là nếu mà thấy con khó quá hoặc đợi lâu quá thì các bạn có thể học tiếp tiếng Đức và các bạn đi thẳng trực tiếp chương trình nghề từ Việt Nam. Thì bạn nào mà có điều kiện hơn đó, mình đi theo con đường này nó sẽ chắc chắn hơn. Cái thứ hai là tiết kiệm thời gian hơn. Cái thứ ba là cũng đỡ vất vả hơn. Thực ra là khi mà các bạn làm au pair nó cũng có những cái chuyện mà phải là người trong cuộc rồi các bạn mới hiểu, có nghĩa là chị cũng chuyển đổi cho khá là nhiều bạn đang làm au pair ở bên này. Mỗi người một câu chuyện, mình có thể nói là như thế. Có những bạn nào mà may mắn lắm thì mới được gia đình người Đức người ta kiểu thương yêu hoặc là người ta thực hiện hết cái trách nhiệm của người ta đối với một khi người ta tuyển au pair về. Nhưng mà đại đa số các bạn cũng phải chuyển hết từ nhà này sang nhà khác mới tìm được cái chỗ mà ưng ý. Thì cái đấy cũng cũng là một trải nghiệm. Nhưng mà đổi lại thì các bạn sẽ có nhiều thời gian ở Đức hơn. Còn cái chuyện là các bạn nghĩ là có nhiều thời gian học tiếng Đức hơn á, thì chị thấy cái quan điểm này nó cũng không có đúng lắm, nó cũng tùy. Có nhiều nhà các bạn cũng không có được giao tiếp với người Đức mấy, giống như kiểu người ta cũng mình không có không có được giao tiếp nhiều thì cái khả năng tiếng Đức của mình nó cũng không có lên. Rồi nhiều trường hợp là các bạn cũng không có được người ta cho đi học tiếng giống như người ta cam kết với các bạn, hoặc là không có trường tiếng ở gần nhà chẳng hạn thì người ta không chở mình đi, mình không đi được vì nhiều nhà ở nông thôn ra thành phố rất là xa. Rồi nó có nhiều những cái lý do là các bạn làm nhiều quá, các bạn không có thời gian học bài, các bạn cũng không có nâng được cái tiếng Đức của mình lên. Nếu mà tốt nhất thì mình có cái thời gian mình đăng ký một cái khóa học tiếng Đức tại Đức rồi mình học nghề thì đương nhiên sẽ tốt hơn. Nhưng trong trường hợp này thì các bạn phải chứng minh được tài chính. Đó là cái khó khăn của một số bạn. Có vợ con rồi, bạn nam hỏi chị có vợ con rồi thì làm mấy năm đưa vợ con sang được chị và con mình có được học miễn phí không chị? Trong trường hợp nếu mà em có vợ con rồi, em có thể đi theo du học nghề vậy. Thì khi mà em sang Đức rồi em học hoàn tất trong cái chương trình du học nghề 3 năm của em đi làm có bảng lương, có hợp đồng lao động chính thức. Qua thời gian thử việc rồi là em có thể là đặt đơn lên sở ngoại kiều để mà em xin đón vợ con em sang. Thì bình thường là các bạn sẽ rơi vào khoảng là 4 đến 5 năm, bạn nào nhanh thì 4 năm, nhưng mình cứ phải tính là giấy tờ rồi mọi thứ thủ tục này nọ thì em cứ phải tính là 5 năm thì em sẽ ổn định và vợ con em sẽ sang bên này được. Khi mà con em sang đây thì đương nhiên là em sẽ được hưởng cái chế độ là con em đi học miễn phí với các bạn Đức khác.
Bạn Nhật hỏi chị là dịch vụ đồng hành tại Đức của IECS đối với học viên đang theo học nghề ở Đức cụ thể như thế nào? Hôm nay chị chỉ nói về cái chương trình chuyển đổi tại Đức thôi. Nhưng mà em hỏi thì chị cũng nói luôn là hiện tại là chị ở bên Đức, là chị sẽ hướng dẫn cho các bạn khi mà các bạn qua bên Đức này thì chị sẽ lo cho các bạn từ những cái việc nhỏ nhất như bọn chị sẽ đón học viên từ sân bay về nhà, rồi các bạn sẽ được hướng dẫn trường viện đi học đi làm như thế nào, sẽ hướng dẫn cho các bạn tất cả mọi thứ sinh hoạt đầu tiên ở tại Đức để các bạn có thể sớm hòa nhập được, đăng ký hộ khẩu, đăng ký gia hạn visa, rồi bạn nào học tiếng thì các bạn sẽ được về trường tiếng. Đương nhiên là khi các học viên qua đây thì chỗ ăn ở sẽ được chuẩn bị trước cho các bạn, với đầy đủ đồ dùng ở trong nhà, và các bạn chỉ dọn vào ở thôi. Gì nữa nhỉ? Và cái lợi thế khác là khi mà các bạn ở đây thì chị là người trực tiếp hướng dẫn ở đây, thì chị sẽ khi mà các bạn có bất cứ một cái thông tin gì các bạn không hiểu hoặc có bất cứ một cái trục trặc khó khăn gì các bạn gặp phải thì các bạn cứ điện thoại cho chị, thì chị sẽ hướng dẫn các bạn trực tiếp là ok trong trường hợp này em phải làm như thế nào là đúng. Hoặc là ví dụ như các bạn học, các bạn nói là ok đồng nghiệp của các bạn như thế này, các bạn gặp vấn đề với sếp của các bạn thì chị cũng có thể hỗ trợ các bạn can thiệp để tìm hiểu xem thử là cái lỗi hoặc cái vấn đề nó nằm ở đâu, vì nhiều khi là cái văn hóa nó khác nhau á. Thế nên là mình có thể là mình nghĩ là trong trường hợp đó người ta đối với mình như vậy là có mang một cái ý nghĩa khác, nhưng mà ví dụ như khi các bạn kể với chị thì chị ở đây chị cũng sẽ hiểu được cái văn hóa của Đức và chị sẽ giải thích cho các bạn là trong trường hợp đó cụ thể là như thế nào. Thì còn trường hợp mà tệ hơn thì chị sẽ đến trực tiếp trường để giải quyết cho các bạn. Thì khi mà các bạn đi theo chương trình ở bên chị thì các bạn cứ an tâm là các bạn sẽ có chuyện gì thì sẽ có người luôn đồng hành để giải quyết cho các bạn. Hoặc là khi mà đối với những cái gói mà bọn chị hỗ trợ 100% trong vòng 5 năm thì các bạn sẽ an tâm trong cái việc là chị có thể hướng dẫn các bạn tất cả mọi cái thủ tục mà để các bạn có thể xin thẻ định cư, đưa đón người thân sang bên Đức, hoặc là đi muốn đưa đón ba mẹ sang đi du lịch chẳng hạn, thì tất cả những cái đấy thì bọn sẽ tư vấn trong suốt quá trình em ở đây, thì tất cả đều là miễn phí và nằm trong gói ở bên dịch vụ của bọn chị. Ok, mọi người có còn câu hỏi gì nữa không? Nếu mà không thì mình cũng có thể dừng lại ở đây. Nếu mà các bạn nào có cái câu hỏi mà đặc biệt á, hoặc là một cái chủ đề gì đó mà các bạn muốn chị giải đáp thì các bạn viết vào cái comment ở dưới ha, thì chị sẽ có thể là mình sẽ có một cái livestream vào tuần tới hoặc là tuần tới nữa để mà giải đáp những cái thắc mắc của mọi người. Thì các bạn đang quan tâm đến cái vấn đề gì liên quan đến du học tại Đức không thì các bạn ghi xuống cho chị, thì chị hy vọng là chị có thể hỗ trợ được các bạn một cái phần nào đó, những cái thông tin nó xác thực nhất từ đầu bên Đức, vì có rất là nhiều thông tin ở Việt Nam trái chiều với nhau á, hoặc là có nhiều trung tâm người ta nói như thế nhưng bạn bạn có biết là nó có đúng như vậy hay không, hoặc là liệu cái cuộc sống ở bên nước này nó có sung sướng giống như những trung tâm nói hay không, hoặc là những cái khó khăn nào mà bạn sẽ gặp phải khi mà bạn sang Đức. Thì mọi người, nếu mà mọi người có những cái câu hỏi cụ thể thì các bạn có thể ghi xuống dưới, xong chị sẽ nốt lại tổng hợp lại tất cả các câu hỏi và chị sẽ có một cái buổi giải đáp cho các bạn. Hoặc chỉ đơn giản là những cái câu chuyện đời thật ở bên này, các bạn muốn biết về cái việc gì thì các bạn cũng có thể ghi xuống ha. Ok, chị trả lời nốt. Các bạn Thảo đang hỏi trường hợp nó đi theo diện kết hôn có A1 và vừa sang ở Đức nhưng muốn xin đi học nghề điều dưỡng có được không chị? Trường hợp mà bạn đã đi theo diện kết hôn rồi thì bạn sẽ được cư xử như là người Đức, có nghĩa là bạn được khuyến khích là đi học tiếng Đức tại Đức này, rồi sau khi học tiếng Đức thì bạn được khuyến khích là đi học nghề hoặc là đi tìm một cái nghề nào đó thích hợp cho bạn.
thì những cái trường hợp này nó không có khó nữa, chủ yếu là bạn phải có đủ trình độ tiếng Đức và bạn thực sự muốn theo cái nghề học đó. Nếu mà tụi em có cần hỗ trợ gì thì em cứ inbox về fanpage hoặc là nhắn vào cái Facebook của chị thì chị sẽ hướng dẫn cho mọi người. Ok, dạ. Thế là mình nó có một cái buổi trao đổi về cái vấn đề là cái việc chuyển đổi visa từ dạng au pair tình nguyện hay là visa du học tiếng học đại học tại Đức sang chương trình học nghề, thì cái này là cái khả thi ha, nên là mọi người nên tận dụng cái cơ hội của mình. Dạ. Chị chúc mọi người có một buổi tối cuối tuần thật là vui vẻ và hẹn gặp lại mọi người trong một cái buổi livestream sớm nhất. Cheers.